Ở trong văn kinh chúng ta thấy rằng Đức Phật lại kêu Địa Tạng mà dạy là gì? Trang 172. Lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ gặp kinh điển Đại Thừa mà sinh tâm hoan hỷ, hoặc nghe một câu văn, hoặc nghe một bài kệ mà cung kính cúng dường, tán thán thụ trì kinh, đem truyền bá rộng khắp cho chúng sinh được biết, thì phúc của người đó thật chẳng thể nghĩ bàn. Nếu mà đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề, tất cả những người đó đều sẽ được thành Phật, độ vô lượng chúng sinh, cùng lên ngôi chính giác. Đó. Bài giảng hôm qua hôm kia thì chúng ta thấy là Đức Phật tán dương khen ngợi về việc gì? Cúng dường, tranh ảnh và tôn tượng, đúng không? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái việc cúng dường tranh ảnh và tôn tượng là công đức gì? Vô lượng. Bài giảng hôm nay, bài kinh hôm nay, đoạn kinh hôm nay, chúng ta thấy Đức Phật gì? Đặc biệt tán dương, khen ngợi, kêu Bồ Tát Địa Tạng mà nói rằng là ở về đời sau này có thiện nam tín nữ nào gặp được kinh điển Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa tức là kinh điển gì? Kinh điển Đại Thừa còn là gọi là kinh Phương Quảng, kinh Phương Đẳng. Đó. Và kinh Địa Tạng này cũng được gì? Xếp vào kinh điển Đại Thừa. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Rất nhiều những bộ kinh điển của Phật giáo Đại Thừa được Đức Phật thuyết trong vòng suốt 49 năm kia, giải rác kia. Đó, thì Địa Tạng kinh này, kinh Địa Tạng này cũng chính là gì? Kinh điển Đại Thừa. Đức Phật nói rằng á, ở đời sau này nếu mà có ai mà gặp được cái kinh điển Đại Thừa này á, mà gì? Sinh tâm hoan hỷ. Sinh tâm hoan hỷ tức là tâm gì ạ? Tâm vui mừng. Từ cái từ hoan hỷ ở trong Phật giáo chúng ta tức là gì? Vui mừng. Hoan hỷ tức là vui mừng. Hoặc là nghe một gì? Một câu văn. Tức là một câu văn ở trong cái đoạn kinh đó thôi. Hoặc là nghe một gì? Một bài kệ. Một bài kệ ở trong kinh đó. Ví dụ như kinh Địa Tạng này có cái đoạn Đức Phật nói kệ. Có không? Đoạn kệ mà chúng ta tụng, chúng ta đang tụng dòng bình bình mà chúng ta gì? Tụng lại một cái đoạn kệ mà nó ngắn ngắn, 4 chữ, 5 chữ hoặc 6 chữ một gì? Một dòng đó. Mà cả một cái bài đó thì gọi là bài gì? Bài kệ. Ở trong cái nói là Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, hoặc là các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị thần linh nào muốn tuyên lại cái ý nghĩa đó một lần nữa, kiểu nhắc lại cho nó gì? Kiểu đây là một đoạn kinh rất quan trọng cho nên nhắc lại bằng một bài gì? Một bài kệ ngắn nữa. Khi thuyết kinh theo lối văn thì văn trường hàng. Nay nói lại một bài kệ tụng nữa để lặp lại. Thâu tóm lại. Thâu tóm lại. Cô đọng lại thành một gì? Một cái đoạn, một cái bài kệ để chúng ta dễ học, dễ hiểu, đại ý là như thế. Còn học rộng thì cả một cái đoạn văn trường hàng trước. Còn bây giờ thì gom lại thành một bài kệ. Có thể là 4 câu, có thể 8 câu, có thể 12 câu, có thể là vài chục câu, vân vân. Đó, đó là nghe một bài kệ mà cung kính cúng dường, tán thán thụ trì. Đấy. Nghe bài kệ nhưng mà cung kính cúng dường, tán thán thụ trì. Thụ trì kinh. Thụ trì là sao? Cung kính cũng dường, cung kính là đối trước gì? Đối trước quyển kinh đó. Chúng ta gì? Cầm quyển kinh đó, chúng ta gì? Rất nhẹ nhàng. Giờ quyển kinh hay cầm quyển kinh chúng ta rất nhẹ nhàng. Đó gọi là gì? Cung kính cho quyển kinh đó. Nếu mà bình thường ra chúng ta có thể cầm cái gì? Cầm cái que củi hay cầm cái gì? Chúng ta có thể vứt gì? Chúng ta lăn thế này, nhưng cầm quyển kinh chúng ta có thể lăn thế này được không? Không. Kể cả quyển sách, không phải là quyển kinh. Một bất cứ một quyển sách nào đó trong đó có chữ, chúng ta cầm cái quyển sách lên không phải là kinh, chúng ta cũng không được gì? Được cầm mà lăn mà vứt từ chỗ nọ ra chỗ kia, không được vứt bậy bạ. Vì nhân quả nói là trong quyển sách đó có chữ của Thánh Hiền. Nếu chúng ta cầm, chúng ta vứt, chúng ta ném bậy bạ linh tinh thì đời sau, kiếp sau sinh ra là chúng ta gì? Trí tuệ là gì? Kém phát triển, học mãi chẳng vào, thậm chí thành còn là người gì ạ? Ngu ngu ngơ ngơ, đơ đơ vô trí, đúng không? Cho nên đối với trong gì? Không phải kinh Phật đâu, mà đối với sách của thế gian, những sách dạy về đạo đức, về nhân phẩm, làm người vân vân đó,
chúng ta cũng phải kính trọng, mà phải gì? Nhẹ nhàng, cẩn trọng. Khi cầm quyển sách lên, đặt quyển sách xuống cũng phải nhẹ nhàng, đừng có cầm chỗ nọ vứt chỗ kia, hay là đừng có vứt bậy vứt vạ vào chỗ ẩm thấp hôi thối, hoặc vứt xuống đất giẫm đạp chân lên, vân vân. Cũng không được mang ra gì, mang ra bồn cầu để làm gì, tế nhị, tự hiểu đúng không? Nói ra nó thô quá, người tu nói ra cái gì cũng nói ra nó thô lắm, cho nên có cái phải giữ lại trong gì, ở trong này này. Và để các Phật tử tự gì lấy cái này ra và lấy cái này ra để hiểu này, lấy cái này để hiểu này, hiểu không? Đó, cho nên sách Thánh Hiền dạy về đạo đức, dạy về luân thường đạo lý ở xã hội cũng không được mang ra bồn cầu để chấm chấm chấm. Đó, hiểu chưa? Đó, hiểu hiểu là được rồi đấy. Học Phật phải như thế chứ này. Lúc cần vỗ tay thì vỗ, hỏi cần hiểu chưa thì phải hiểu rồi, thế mới được. À, chắc chắn cái đấy là hiểu rồi, đừng có làm sai nữa nhé. À, cho nên đấy gọi là gì? Đối với kinh Phật, đấy gọi là cung kính, tôn trọng. Tôn trọng đi liền phải đi với gì? Với cung kính. À, tôn trọng tức là sao? Chúng ta không vứt, không để những nơi gì? Nơi ẩm thấp. Không để kinh Phật những nơi ẩm thấp, không để kinh Phật gì? Xuống giường ngủ, xuống chân giường, hay là chúng ta không thể không ngồi cao hơn hơn kinh mà để kinh xuống dưới gì? Như tôi đang ngồi giảng như thế này mà để kinh xuống dưới cái bể dưới chân này có được không? Không, đấy gọi là không cung kính đúng không? Đó, không tôn trọng. Đó, cung kính, tôn trọng, rồi gì nữa? Rồi đến gì? Cúng dường. Cúng dường. Cúng dường kinh ở đây có hai ý nghĩa. Một là chúng ta gì? Chúng ta thờ quyển kinh này lên ở trên gì? Trên ban để chúng ta lễ lại. Để chúng ta gì? Dùng, thậm chí là chúng ta dùng gì? Dùng hương hoa, thanh bông hoa quả chúng ta đặt lên chúng ta cúng dường. Vì đây là lời của lời dạy của ai? Lời dạy của Phật, của Thánh Hiền. Cho nên chúng ta có thể dùng cái bộ kinh này để lên trên ban thờ để chúng ta gì? Chúng ta cúng dường giống như cúng dường tranh ảnh và tượng Phật vậy. Cúng gì? Cũng được. Đó, đấy là một cách cúng dường như thế. Một cách nữa là chúng ta gì? Chúng ta nhất tâm chúng ta đọc tụng. Cũng là một phương pháp gì? Cúng dường Đức Phật. Vì chúng ta viết kinh sách của Đức Phật thuyết ra để cho chúng sinh học. Nay chúng ta gì? Chúng ta nhất tâm chúng ta học lời Phật dạy, tức là gì? Chúng ta đang cúng dường gì? Đang cúng dường những lời Phật dạy ở trong bộ kinh ấy. Đó. Tán thán. Tán thán tức là gì? Là khen ngợi. Ví dụ như chúng ta, các Phật tử chúng ta gặp người nhà hay gặp Phật tử nào hoặc gặp một ai đó, chúng ta bảo họ là gì? Đã tụng kinh Địa Tạng bao giờ chưa? Họ bảo chưa, thì bảo tụng đi, hay lắm. Trong kinh Đức Phật dạy gì? Dạy về nhân quả, dạy về đạo hiếu, và dạy về công đức, dạy về phương pháp để tu tập công đức, để tiêu trừ nghiệp chướng, để thoát ly sinh tử, để sớm được gì? Sớm được đạo quả, sớm được thành Phật, sớm được chứng nhập Niết Bàn như là chư Phật, vân vân. Quý hoan lắm. Kinh dạy gì? Đức Phật dạy rất hay, trí tỉnh, trí lý, nhưng mà rất gì? Tuy thâm thúy nhưng mà rất là gần gũi với đời sống thực tại của con người chúng ta. Có đúng không? Phật dạy trong kinh Địa Tạng này thâm thúy thật, nhưng mà rất gần gũi với đời sống của thực tại của cõi Nam Thiệm Bộ Châu, tức là trái đất của chúng ta này. Rất gần gũi các quý vị. Ví dụ như là kinh Hoa Nghiêm cũng là một bộ kinh gì? Đại thừa, nhưng mà diệu lý thì hàng phàm phu không thể nào có lối vào được. Hàng tiểu thừa gì? Nghe thế còn sinh nghi. À, tức là gì? Hàng thanh văn thừa nghe thế còn sinh nghi. Mà kinh đó là dành cho các vị pháp thân đại sĩ, các vị Bồ Tát, các vị hóa thân của Phật và Bồ Tát mới có thể nghe và hiểu được ngay. Bằng không ấy, thì vẫn sinh nghi. Tôi đọc kinh Hoa Nghiêm, đọc 10 phần hiểu được 8, còn 2 phần vẫn gì? Nghi nghi. Tìm thầy để quyết nghi,
chưa gặp được thầy nào quyết nghi những cái nỗi nghi đó, chưa tìm được thầy nào để quyết nghi những cái nỗi nghi đó. Tôi cũng đi hỏi gì, có một số đoạn trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôi thì 5-6 năm trời thọ trì đọc tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi xưa còn đang đi học á, thường thọ trì đọc tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thỉnh thoảng đọc Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Niết Bàn. Tôi ngày xưa thì đang đi học thường hay đọc những bộ kinh lớn đó, những cái bộ đại kinh đó ở trong nhà Phật đó. Thì có những chỗ mà mình nghi không thể giải quyết được, đọc đi đọc lại, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể giải quyết. Vì sao Phật lại dạy như thế? Phật dạy như thế là như thế nào? Nhưng đem hỏi một số hòa thượng và một số các thượng tọa, các thầy trả lời mình vẫn chưa gì, vẫn chưa thông. Trả lời theo cái cách của các cụ các thầy, nhưng mà mình vẫn gì, nghe xong cái trả lời rồi tâm mình vẫn chưa gì, chưa khai ngộ được. Tức là mình vẫn còn nghi. Điều này có thể kiếp này tôi thì rất khó để tìm được một vị để trả lời hết những cái nỗi nghi đó. Chắc là phải đem cái nỗi nghi này về Tây Phương hỏi ai? Hỏi ai? Hỏi A Di Đà Phật, chắc chắn sẽ gì giải hết nỗi nghi của mình. Tôi sẽ hỏi A Di Đà Phật, vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật lại dạy con như thế, lại dạy chúng con ở thế giới Nam Thiểm Bổ Châu như thế? Và lúc đó A Di Đà Phật chắc chắn sẽ mỉm cười và giảng gì? Giảng từng cái nỗi nghi ở trong lòng cho tôi, là vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật lại dạy con và dạy cho chúng sinh ở cõi Nam Thiện Bộ Châu như thế như thế. Và lúc đó mỗi một lời Phật A Di Đà dạy mà tôi hiểu được á, thì tâm tôi gì sẽ sinh được ra đại hoan hỷ tâm, bồ đề tâm, là từ đó mà gì mà lớn thêm, mỗi ngày tiến thêm thì tiến bước gần thêm hơn đối với đạo gì, đạo vô thượng bồ đề của mười phương ba đời chư Phật. Vậy chúng ta cũng có thể làm cái điều đó, tất cả chúng ta ở đây ai cũng có thể làm điều đó được. Nói cho nên ở đây chúng ta đối với gì? Đối với Kinh Phật, đối với gì? Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đã một đời tuyên thuyết. Chúng ta thì dùng những cái lời đẹp đẽ, dùng những cái lời hay tiếng tốt để tán thán, để khen ngợi. Đó gọi là gì? Gọi là gieo trồng cái ruộng phúc điền. Không thể nói vui một chút là không thể tính bằng gạo bằng mì tôm như bài giảng hôm qua được, đúng không? Đó, không thể tính bằng gạo bằng mì tôm được, bằng tải quần áo được. Mà công đức này á, chỉ có Phật với Phật mới biết được là chúng ta được bao nhiêu công đức mà thôi. Cho nên á, gặp bản thân, gặp các gì đồng đạo tu tập chưa biết đến bộ kinh này, trước đây họ nghĩ bộ kinh Địa Tạng này là bộ kinh chỉ dành tụng cho gì, cho đám ma, dành tụng trong dịp tháng gì, tháng 7 Vu Lan báo hiếu. Thì bây giờ chúng ta nói cho họ biết là không phải đâu bạn ạ, không phải đâu đạo hữu ạ. Kinh Địa Tạng này là Phật dạy gì, dạy chúng ta cái giáo lý căn bản từ thấp cho đến cao. Bậc gì, bậc đại bồ tát như Văn Thù Bổ Hiền vẫn phải gì, đối trước kinh này vẫn phải cung kính, tôn trọng và cúng dường. Bậc đại gì, đại bồ tát ở Tây Phương Cực Lạc đó là Quán Thế Âm, đúng không? Quán Thế Âm bồ tát là thượng thủ bồ tát ở Tây Phương Cực Lạc. Đối với kinh này ngài vẫn đến để tùy hỷ, để cúng dường và được Đức Phật phó chúc cho. Ở đời sau này ông gì, ông nên dùng tất cả các thần lực, công đức và trí tuệ của ông để giữ gìn và lưu thông bộ kinh này. Nếu có ai đó thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, ông nên dùng gì? Nên dùng thần thông trí tuệ công đức của ông để độ cho người đó, giúp đỡ cho người đó, đúng không? Có không? Có phải không? Quán Thế Âm Bồ Tát còn nhận gì ạ? Còn nhận gì? Giáo chỉ, nhận lời gì? Thụ ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi. Dùng Đức Phật Thích Ca gì? Cho Quán Thế Âm Bồ Tát có thể dùng thần lực của mình, dùng công đức trí tuệ của mình để hộ trì kinh này, lưu truyền kinh này và độ cho người thọ trì đọc tụng kinh này. Cho nên đó, đọc tụng kinh này chúng ta không chỉ có được phúc gì siêu độ cho người âm đâu, mà chúng ta được phúc cho cả người gì, cả người dương. Cho nên kinh này á, có thể trong 2-3 năm nay, hơn 2 năm nay, gần 3 năm nay chúng tôi truyền bá giảng dạy và lưu truyền bộ kinh này, đến nay đã gần 80.000 người đọc tụng bộ kinh này rồi, vì đã gần 80.000 quyển kinh.
mới có hơn 2 năm, gần 3 năm, gần 80.000 quyển kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà chúng tôi mới hộ tập này được in ra ấn hành. Và kinh in đến đâu thì hết đến đấy. Bình quân một tháng là cứ phải hết 1.000 quyển. Có tháng thì phải hơn 1.000 quyển. Chắc chắn rằng Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta hơn 2.000 năm nay chưa có một bộ kinh nào khi mà được gì? Được in ấn, được hội tập và được in ấn ra, có nhiều người hưởng ứng và thọ trì đọc tụng nhiều và nhanh như vậy. Kể cả gì? Bộ kinh A-di-đà là một bộ kinh gì? Tất cả các Phật tử tu theo tịnh độ đều ưa thích và đều hay đọc tụng theo cái Phật giáo truyền thống Việt Nam chúng ta, cũng không được nhiều như thế. Mà bộ kinh này, chúng ta biết này, chúng ta không bán nhé. Bộ kinh này đạo tràng chúng ta không bao giờ bán, chưa bao giờ bán một quyển kinh nào, chưa bao giờ gửi đi hiệu sách nào, chưa bao giờ gửi đi một hiệu sách nào. Các vị Phật tử nhớ, cũng chưa bao giờ đem gì, đem biếu một ngôi chùa nào. Tất cả in ra chỉ để ở trong gì? Ở trong phòng kinh sách, phòng phát hành kinh sách của chùa Khai Nguyên chúng ta. Và tăng ni Phật tử ai đủ duyên họ đến thì họ xin thỉnh. Còn chúng ta thì cúng gì? Cúng giàng. Đạo tràng tăng ni chúng ta trong đạo tràng tịnh tông của Việt Nam chúng ta cúng giàng các quý thầy và các Phật tử. Phật tử chúng ta cũng cúng giàng. Vì ai mà đến xin thỉnh bộ kinh này tức là những vị gì? Những vị Bồ Tát tương lai, những vị Phật tương lai chắc chắn không có sai. Cho nên chúng tôi thì cúng giàng quyển kinh này cho những vị Bồ Tát, những vị Phật tương lai. Có sai không? Không sai. Cho nên tôi không gọi là bố thí kinh, mà tôi gọi là gì? Cúng giàng kinh. Ai đến xin thỉnh thì chúng tôi cúng giàng. Mặc dù hôm nay các quý vị chỉ là một Phật tử, là một gì? Là một thiện nam, là một tín nữ đến chùa lễ Phật nghe giảng, hoặc là gì? Hoặc nghe người ta gì? Tán dương khen ngợi về bộ kinh này và xin thỉnh đọc tụng. Chúng tôi biết rằng chắc chắn đây sẽ là những vị Bồ Tát, những vị Phật trong tương lai. Cho nên chúng tôi tùy hỷ công ước ấy, và chúng tôi gì? Xin là trân trọng cúng dường những vị Bồ Tát, những vị Phật tương lai ấy, và mong rằng họ đem quyển kinh về, thỉnh quyển kinh về, họ sẽ y kinh, y luật, y Phật sở giáo để họ thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Trước là để tri ân báo ân công đức sinh thành của ông bà tổ tiên, người thân nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã qua vãng, đem hồi hướng công đức siêu độ cho họ sớm được siêu thoát. Nếu không may còn ở trong ba đường ác đạo thì vĩnh viễn không bị đọa vào ba đường ác đạo nữa. Còn nếu mà được gì? Sinh trời người rồi thì được hưởng phúc báo công đức trí tuệ ở cõi trời người ấy, được tăng phúc tăng thọ. Và cha mẹ, người thân hiện đời này thì được gì? Được bình an vô sự, tới khi xả bỏ báo thân cũng được gì? Được sinh về cõi lành. Và thậm chí là gặp Phật Pháp ngay trong đời này, ngay trong kiếp này. Từ cái đoạn lúc nãy tôi chỉ nói về những cái gì? Những cái mặt trái. Nhưng còn cái mặt phải á, xin thưa các quý vị, gần 3 năm nay, từ khi hội tập và phát hành bộ kinh này, có rất nhiều những câu chuyện là màu nhiệm, những câu chuyện vi diệu, và những câu chuyện có thể gọi là gì? Được xếp vào hạng được gọi là Phật Pháp nhiệm màu. Do các Phật tử đọc tụng bộ kinh này, thành tựu được sở nguyện của mình rất rất nhiều, không thể kể hết được. Gần 80.000 người đọc tụng bộ kinh này. Nhưng mà cái người đọc tụng bộ kinh này, họ chỉ không chỉ hồi hướng cho họ, mà họ còn hồi hướng cho gì? Cả những người thân của họ, cả bạn thân của họ. Thậm chí là hồi giữa năm, hồi tháng 5, tháng 6, có một Phật tử đến nói với tôi, nhưng mà cái câu chuyện này tôi quên, mà thì hôm nay tự nhiên mới nhớ lại. Có một Phật tử đến nói rằng, có cái ông hàng xóm, ông ấy suốt ngày ông ấy chửi đồng nhà con. Tức là gì? Sáng ra bắt đầu ông ở trên sân thượng, ông ngó sang bên này thì tụng kinh cóc cóc mà. Chắc ông không ngủ được hay sao ấy. Thế bên này thì tụng kinh, thế bên kia thì gì? Nó chửi. Nó chửi đồng, nó chửi, không là chửi bình thường đâu. Nó chửi rất là tục, chửi rất là thô. Thế Phật tử ra lên hỏi tôi, bạch thầy,
chúng con ở gần một cái người, một hàng xóm như vậy, thì có đấy có phải là một trong tám nỗi khổ Đức Phật nói không? Một trong tám nỗi khổ là gì? Đó là sinh này, già này, bệnh này, chết này, cầu bất đắc khổ này, ái biệt ly khổ này, oán tắng hội khổ này. Oán tắng tức là ghét bỏ mà phải gì? Ghét mà phải chung sống gì? Gần nhau đi ra đi vào, thấy nhau, thậm chí hàng xóm cạnh nhau. Đó là gì? Oán tăng hội khổ. Cái gì? Khổ thứ bảy trong gì? Trong tám nỗi khổ Đức Phật nói. Khổ thứ tám đó là gì? Ngũ uẩn xí tịnh khổ. Một trong tám nỗi khổ đấy, tức là gì? Ghét, không thích sống gần nhau nhưng mà vẫn phải chung sống ngay gì? Sát vách nhau. Mà không hiểu làm sao ông cụ ấy ghét thế. Cứ là gì? Dậy sáng là ông cụ lên sân thượng, ông cụ chửi. Chiều chiều thì ông cụ đứng ở cửa, ông cụ chống nạnh ở cửa, ông chửi sang. Nó cũng không hẳn là chửi bà cụ bên hàng xóm đâu. Nó cứ chửi cái kiểu chửi đồng, cái kiểu... Chửi đồng là thế nào? Các cụ biết chưa? Phật tử chúng ta biết chưa? Biết chửi đồng là thế nào chưa? Ai có thể đứng lên làm một câu xem nào? Hả? Đấy là cái kiểu chửi đồng, nó chửi vu vơ nhưng mà nghe rất là tức. Thế là bà cụ ấy bảo đấy có thể, có phải là một trong tám nỗi khổ Đức Phật dạy không? Thể tôi mới nghĩ một chút, tôi bảo có thể đúng. Thế Phật tử hỏi đấy, thế bạch thầy thì có làm cách nào để mà gì mà diệt trừ được cái nỗi khổ ấy không? Thế con ở đấy bực lắm, mình muốn gì tức lắm, muốn chửi lại thì không được, mà chửi lại thì mình phạm vào gì ạ? Phạm vào cái giới gì? Phạm vào cái ác khẩu. Mà không nói lại thì tức lắm thầy ạ. Thầy không hiểu, ông ấy chửi đồng mà không thể chịu được. Cứ cái lúc sáng sáng con tụng kinh buổi sáng thì ông ấy sang, ông đứng sân thượng bên cạnh, nó sát với sân thượng nhà con, nó cách nhau có hai cái tường hoa thôi. Tường hoa nhà con 20 phân và tường hoa nhà ông 20 phân là 40 phân. Cách nhau có 40 phân, không có vách tre, có mỗi cái gì. Ở trên sân thượng thì thường nó làm cái lồng sắt đấy. Cho nên nó nhìn rõ thấy nhau. Ông ấy cứ đứng bên, ông chửi sang. Con ở bên này thì đọc kinh niệm Phật mà ông ấy chửi sang mà thì nhiều hôm là sám hối Phật. Thì con đọc kinh mà tâm sân hận của con nó cứ tràn đầy. Không biết làm thế nào. Tức quá muốn ra chửi với ông ấy thì, nhưng mà nghĩ là mình là Phật tử cho nên lại kìm lại. Thế hỏi thầy có cách nào không? Tôi bảo cách thì tôi không dám chắc chắn, nhưng mà đây có thể gì? Do cái nghiệp đời trước tàn dư lại của gì? Của cụ ấy, tức là của bà ấy. Có thể đời trước bà cũng chửi người ta như thế. Cái khi người ta đọc kinh, khi người ta làm việc thiện, bà cũng chửi người ta như thế. Cho nên nay bà đọc kinh, bà làm việc thiện, nó cứ sáng sáng nó lên nó chửi đấy. Chiều thì nó đứng ở gì? Nó đứng ở cửa ra vào. Sáng sớm 5 giờ thì bà tụng kinh, nó lên lên sân thượng, nó tập thể dục của nó chửi. Thế mới đau chứ lại. Thế tôi bảo là có thể là đời trước, để đây cái dư báo đời trước có gì bà chửi người ta, đời nay thì người ta gì, người ta làm hàng xóm người ta chửi bà, cho nên thôi cũng có thể nó là cái nghiệp. Thế bà về thì bà về bà tụng kinh, nhất tâm bà tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cái việc đó xem nào. Thế là bà phát nguyện, bà là có lâu không thầy? Tôi bảo rồi, nếu mà bà mà nhất tâm thì có thể là 100 ngày, 49 hoài ngày, 21 ngày, tùy theo cái tâm của bà. Xem biết đâu trời Phật run rủi thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho, thì không phải sống cạnh cái nhà hàng xóm kia nữa. Thế là về tụng mới được có 2 tuần, sang đâu ngày 16, 17 gì đấy. Thế là dậy sáng không nghe thấy tiếng chửi nữa. Biết vì sao không? Thằng con trai nó đi làm gì? Nó bị vỡ nợ thì cắm ngân hàng. Ngân hàng đến là gì? Đến thu hồi và bán cho một nhà hàng xóm khác. Và nhà hàng xóm khác thì lại gặp là ngay gì? Khi chuyển về một cái lại thấy là gia đình nhà hàng xóm khác chuyển về lại thấy gì? Chuyển một cái pho tượng Phật cao khoảng độ gì? 7-80 phân về. Có nghĩa là được nhà Phật tử ở ngay gì? Ngay hàng xóm. Đấy. Phật Bồ Tát sắp xếp linh thiêng màu nhiệm, sắp xếp làm sao một cái ông hàng xóm suốt ngày gì chửi đồng bà Phật tử hàng xóm tụng kinh, nhất tâm tụng kinh một cái thì cầu Phật Bồ Tát làm sao cho con gì hết cái oán nghiệp ấy, giải hết cái oán nghiệp đó. Thì tự nhiên cái nhà bên cạnh gì nó bị ngân hàng, nó phát mãi ngân hàng, và ngân hàng thu nhà và bán phát mãi, thì có một gia đình mua thì lại trúng một bà, một gia đình theo Phật. Hôm nhìn nó chuyển nhà, thấy chuyển cái pho tượng Phật, chưa dám sang hỏi thăm, về hàng xóm mới chuyển về. Nhưng mà khoe với tôi là nhìn thấy họ gì?
họ chuyển một pho tượng Phật đến. Chuyển pho tượng Phật đến đồng nghĩa là gia đình đó chắc chắn là có gì? Có tâm tín Phật, chắc chắn là một Phật tử, được gì? Được một bàn đạo về sát cạnh nhà, sáng sáng bên này Nam Mô A Di Đà Phật, thế bên kia cũng gì? Cũng Nam Mô A Di Đà Phật, có sướng không? Đó. Nhân quả rõ ràng không có sai. Câu chuyện này có 100% kể với tôi cái dịp gần gần Pháp hội tháng 7 vừa rồi, nhưng mà bảo với tôi là thầy có thể giảng, có thể nói cho mọi người nghe về cái gì? Cái Phật pháp nhiệm màu do sự đọc tụng thọ trì bộ kinh này cầu nguyện thì được thành tựu như thế như thế. Nhưng mà nó nhiều việc quá, mà nhiều người kể quá, mà nói thật là nhiều người kể quá, cho nên thì cũng không thể nhớ hết được. Lên giảng có thể nhất thời nhớ đến đâu thì nói đến đấy mà thôi. Hôm nay không biết có Phật tử này ở đây không? Có không? Có thì đứng lên xem nào. Chắc là không có. Phật tử này thường thường là Pháp hội Trung Phong hay đến. Vì gia đình thì Phật tử này cũng còn nói là cụ, nhưng mà chắc khoảng 50, trên 50 tí thôi. Vẫn còn đang đi làm, chưa nghỉ hưu. Chưa nghỉ hưu. Đó, cho nên á, cái công đức gì? Tán thán thọ trì đọc tụng bộ kinh này là rất lớn. Rất rất, rất rất nhiều gì? Những sự nhiệm màu, những câu chuyện vi diệu đối với gì? Những Phật tử thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Nhiều lắm, không thể kể hết được. Mà có kể hết ngày này, có tháng khác cũng không hết được. Vì càng kể nhiều thì càng nhiều người đi đến xin thỉnh và đọc tụng, thì họ lại càng gì càng được nhiều công đức và phúc báo. Nhưng mà qua đây cũng phải gì? Thầy cũng phải chấn chỉnh một cái sự hiểu lầm đối với Phật tử chúng ta thế này nhá. Đặc biệt là những Phật tử mới đến chùa. Đừng có nghĩ rằng thầy có thần thông. Đừng có nghĩ rằng thầy là một vị Bồ Tát. Thầy là một vị Phật có thể ban phúc giáng họa. Cho nên á, đến chùa thôi, cứ chờ xếp đầy ở cửa là phải chờ bằng được, nghe bằng được một cái câu gì? Một cái câu thầy ban phúc cho hay thầy gì gì cho, thậm chí viết lá sớ rồi nhưng phải vào để gặp thầy bằng được, để trình chờ trình cho được là con lên con viết lá sớ để cầu đảo bệnh hay cầu ăn cầu siêu gì đó, vân vân. Không cần như thế. Cứ thành tâm. Thầy đấy gì đã thành lập ra cái gì? Ban viết sớ, có các sư rồi các Phật tử ở ban viết sớ, các Phật tử ghi cho đầy đủ rồi, thì có pháp hội á, đông người, nhà mình nó rất đông người, đạo tràng chúng ta rất đông, cho nên á, đến cứ thành tâm viết dâng lên đó. Phật Bồ Tát gì có thần thông, thầy chưa có thần thông, nhưng mà gì, thầy có cái tâm để cầu Phật Bồ Tát, để Phật Bồ Tát có thể gia trì để nhìn thấu tất cả cái tâm nguyện của chúng ta. Và sau 3 ngày chúng ta tham dự pháp hội, hoặc là 7 ngày chúng ta tham dự khóa tu vân vân, chúng ta về, chúng ta thỉnh bộ kinh này về, chúng ta gì phát nguyện thọ trì đọc tụng, cầu nguyện hàng ngày nữa, các thầy thì trợ duyên, còn chúng ta thì gì? Thì nhất tâm thọ trì đọc tụng thì nhanh nhanh được thôi. Nhưng mà tất nhiên không phải cái nào cũng được nhé. Nếu mà bệnh mà do gì ạ? Do thân thể chúng ta, do ăn uống, mà thân thể chúng ta không gì không tiêu trừ hết các độc tố do ở trong thức ăn rau dưa hoa quả vân vân hàng ngày đó, kể cả nước uống hàng ngày chúng ta đó, kể cả nước sạch chúng ta uống đó, cũng có những độc tố ở trong đó. Vì sao? Vì độc tố nó ở bây giờ các nhà máy hóa chất độc hại vân vân đó, nó thải ra. Thậm chí là kể cả chúng ta biết là gì? Kể cả ăn thịt cá, thịt lợn bây giờ trong đó cũng có độc tố đó. Vì sao? Vì họ nuôi cá, nuôi lợn bây giờ, nuôi gà bây giờ toàn đa số nuôi bằng gì nhỉ? Bằng thuốc tăng trọng. Mà trong thuốc tăng trọng đó nó chưa gì thải hết cái độc tố trong cái thịt của con lợn, con gà, con cá đó. Chúng ta ăn vào thì đương nhiên là nó vào gì? Nó vào trong bao tử chúng ta, ngấm vào gì? Trong cơ thể của chúng ta. Thân thể của ai mà kém á, nó không bài tiết hết được. Nó gom thành một gì? Một đống. Và một đống này chính là căn bệnh ung thư. Cái này á, là do gì? Do chính con người chúng ta, giết con người chúng ta. Cái này cho mà tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh Pháp Hoa hay tụng bất cứ bộ kinh gì của Phật á, bảo tiêu trừ được không? Không tiêu trừ được. Cái này là do chính con người chúng ta tạo nên. Thì chúng ta phải gì? Đi gặp bác sĩ,
Mà bác sĩ bây giờ giải quyết được chưa? Khó lắm. 10 ca may được 1. 10 ca ung thư ác tính may cứu được gì? Được 1, gọi là kéo dài tuổi thọ thôi. Chứ bệnh ung thư chưa có thuốc đặc trị. Chưa có thuốc đặc trị. Cho nên á, may mắn thì kéo dài tuổi thọ thêm được một vài năm, hoặc dài hơn một chút nữa mà thôi. Chứ bệnh ung thư ác tính bây giờ, tất cả các loại bệnh ung thư ác tính bây giờ trên thế giới chưa có tìm ra được thuốc đặc trị. Có thuốc để làm cho nó chậm phát triển các tế bào xấu ác, thậm chí là diệt được một phần, chứ chưa hoàn toàn diệt được hết. Cho nên cái này do cái gì? Chính do cái tâm niệm ác của con người chúng ta thôi, đúng không? Bệnh này ngày xưa khi mà khoa học chưa phát triển, công nghệ cao chưa phát triển, và con người ta chưa nghĩ ra cái cách để nuôi lợn tăng trọng, nuôi gà, nuôi cá tăng trọng á. Có chưa? Có bệnh ung thư này không? Không, không có căn bệnh ung thư quái ác này. Mà bây giờ chúng ta càng nghĩ ra nhiều những cái gì? Những cái cách để giết người hàng loạt. Ví dụ như là vũ khí gì nhỉ? Vũ khí gì? Nguyên tử đúng không? Vũ khí nguyên tử, chúng ta biết rằng là vũ khí nguyên tử hạt nhân, bom hạt nhân nó nổ đùng một cái, nó chết cái người đó rồi, những cái người mà bị ảnh hưởng chết ngay tại chỗ rồi, không nói. Nó ngấm vào lòng nước, những cái chất độc đó ngấm vào, bay lên không khí, mà không khí lên trên thì gì? Nóng lạnh gặp nhau nó biến thành gì? Hạt gì nhỉ? Hạt mưa. Mưa rơi xuống đâu? Mưa rơi xuống đất, và cái nước đó, chất độc đó sẽ ngấm xuống gì? Xuống lòng đất. Và cho dù nó có thể là hàng mấy chục năm sau, thậm chí hàng trăm năm sau, nó gì, cái độc tố nó vẫn chưa sạch, ăn vào sẽ bị gì, rất nhiều những căn bệnh có thể gì? Từ đó mà phát sinh ra những căn bệnh quái ác. Đó là do con người chúng ta vậy, các quý vị. Cho nên Đức Phật nói là ở thế giới này là gì, tam giới vô an do như hỏa trạch, tức là trong ba cõi, chứ không phải là Đức Phật tam giới vô an, tức là gì? Là chỉ cho ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là gì? Có sáu cõi dục giới: nhân, thiên, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sáu cõi trong luân hồi lục đạo ở trong cõi dục giới này. Còn ban trên á, nếu chia cõi gì, cõi thiên ra thì cõi dục giới của cõi, cõi trời dục giới có sáu cõi, đó là tứ thiên vương, đao lợi thiên vương, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Cõi trời sắc giới thì gì? Có đến 18 cõi lớn. Cõi trời vô sắc giới thì có gì? Có 4 cõi trời lớn. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi vi tưởng xứ thiên. Đó. Chúng ta thấy Đức Phật nói ba cõi giấu cho tuổi thọ của cõi phi tưởng, phi vi tưởng xứ thiên. Thọ đến gì? 80 vạn đại kiếp. Thì đến khi gì? Phúc báo hết, cũng bị đọa lạc xuống gì? Xuống ba đường ác đạo như thường. Cho nên Đức Phật mới nói là tam giới vô an, tức là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới gì? Không được an ổn, bền vững thật sự đâu. Tam giới vô an do như hỏa trạch. Cái này Đức Phật nói trong kinh Hoa Khoa, nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do như hỏa trạch, tức là giống như ở trong gì? Trong nhà, nhà lửa vậy. Ba cõi không yên giống như ở trong ngôi nhà đang bốc gì? Bốc cháy. Ngôi nhà lửa tức là ngôi nhà đang bốc cháy. Mà chúng ta biết ở trong ngôi nhà đang bốc cháy có yên không? Mặc dù nó đang cháy tầng 1, chúng ta ở trên tầng 5 có yên không? Yên không các quý vị? Ai yên thử xuống đốt đống quần áo kia và chúng ta cứ đóng cửa ngồi đây có yên không? Có ai ngồi nghe tôi giảng được nữa không? Cứ thử đi. Kêu có cái tiếng động rầm dưới kia một cái là xin thưa các vị, 100 người, cả trăm người đều quay lại nhìn rồi, xem rầm cái gì. Nhìn thuống mà thấy gì? Một con quỷ gì? Tóc dài thế này, răng dài thế này, lưỡi thẻ dài thế này gì? Nó vắt vẻo từ ngoài kia gì? Nó vào gì? Cái tay, móng tay nó đang dơ này, nó vào nó bắt chúng ta. Thì thôi chắc là gì? 1.000 Phật tử trong này, hơn 1.000 Phật tử trong này chạy cửa trước cửa sau bỏ chơi thầy ra đây ngồi chơi một mình đây đấy. Đấy, thế mà. Đấy gọi là tâm lý của chúng ta là thế. Chứ đừng nói là gì, trong nhà mà gì,
đang bốc cháy mà chúng ta ngồi mà yên, không có ai yên. Xin lỗi các quý vị, tôi có gì, có anh có dũng cảm đến đâu thế, hơn nghìn các quý vị chạy hết thì tôi cũng sẽ là người cuối cùng chạy ra khỏi nhà này. Nhưng chắc chắn tôi sẽ là người cuối cùng. Nếu ngôi nhà này bốc cháy thì chắc chắn tôi sẽ là người cuối cùng. Vì sao tôi sẽ là người cuối cùng? Vì tôi sẽ ngồi đây hoặc hướng dẫn cho các Phật tử cứ từ từ mà gì mà đi ra, đừng có chạy, đừng có xô lấn, đừng có chen đẩy mà gãy chân gãy tay, có khi gì lửa chưa chết mà đã gì đã chết ngạt rồi. Cho nên tôi phải là một cái người bình tĩnh nhất, ngồi lại đây hoặc là gì đứng dậy để hướng dẫn chúng ta từ từ đi ra cửa này, cửa A, cửa B, cửa C để ra hết, thì tôi mới gì, tôi mới là người cuối cùng đi ra, thì đấy mới là người thầy của các quý vị. Còn nó đụng một cái mà tôi lại chạy trước thì thôi, lần sau các quý vị đừng bao giờ phải lên đây nữa cho mất thời gian. Thật mà, nếu mà xảy ra cái chuyện gì ở trong đạo tràng này á, tôi là người chạy trước thì lần sau các quý vị không phải lên đây nữa. Vì tôi có xứng đáng là thầy không? Cái đấy gọi là gì? Các cụ ngày xưa nói là gì nhỉ? Sợ chết à? Hay làm sao nhỉ? Ích kỷ à? Làm sao? Bỏ cùa chạy lấy người á? Ồ, hay đấy. Hay đấy, bỏ cùa chạy lấy người. Bỏ cùa chạy lấy người. Trong này có cùa không? Có, toàn cùa quý đấy. Cùa này toàn cùa quý không thể mua được. Các vị Phật, các vị Bồ Tát tương lai đầy đây này là cùa. Cùa này còn quý hơn vàng, quý hơn bạc, quý hơn ngọc ngà các quý vị. Toàn những vị Phật Bồ Tát tương lai ngồi đầy những đạo tràng mà thì thầy bỏ chạy trước, tức là gì? Bỏ Phật, bỏ Bồ Tát mà chạy thì chỉ có chạy vào gì? Địa ngục thôi. Cho nên ấy, các Phật tử chúng ta học Phật ấy, chúng ta có một cái niềm tin chân chính, một niềm tin sắt đá vào Tam Bảo ấy, thì chúng ta đối với bộ kinh này chúng ta nhất tâm thọ chỉ đọc tụng ấy, lợi ích lắm. Lợi ích nhiều lắm, tôi không thể kể hết được các quý vị ạ. Lúc nãy là tôi nói mấy cái gì, hôm qua và hôm nay tôi nói mấy cái mặt trái, là nói một số rất nhỏ của một số Phật tử học Phật nghe Pháp gì, không đến nơi đến chốn mà thôi. Cho nên làm nhục lây đến Thầy, thậm chí nhục lây đến Phật mà thôi. Nhưng còn đại đa số các Phật tử chúng ta gì, tu tập rất tinh tấn, rất tốt, khiến cho đạo tràng chúng ta ngày một hưng thịnh, khiến cho Phật Pháp ngày một sương minh, khiến cho các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương họ gì, họ tin vào đạo tràng chúng ta. Các quý vị không biết thôi. Rồi để 1-2 năm nữa nhân duyên mà đủ, tôi nói với chúng ta một cái gì, một cái câu chuyện để chúng ta thấy rằng là chúng ta được tin tưởng như thế nào. Bởi vì chỉ có những người mà đem lại lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, cho chúng sinh, cho loài người thì mới được gì? Mới được tán dương khen ngợi ở thế giới này. Nếu mà chúng ta làm được cái điều đó thì chắc chắn rằng đất nước này, đảng, nhà nước, chính phủ này sẽ ghi nhận và sẽ gì? Giúp đỡ chúng ta, ủng hộ chúng ta để chúng ta gì? Hoằng pháp, để chúng ta hành đạo, để chúng ta đồng hành cùng gì? Cùng dân tộc để xây dựng đất nước này ngày một văn minh và giàu đẹp, ngày một tốt hơn nữa. Có thể gì? Một thời gian không xa nữa chúng ta có thể sánh vai cùng với các cường quốc ở trên khắp năm châu thế giới, chúng ta không bị lép vế. Bây giờ quan hệ ngoại giao quốc tế chúng ta thì nói là bình đẳng, nhưng thực tế đất nước chúng ta vẫn bị lép vế. Nhưng mong rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhà nước và chính phủ, đất nước chúng ta một thời gian không xa, khi mà đất nước chúng ta được giàu mạnh, được giàu về vật chất, vững vàng về gì? Về văn hóa, về tinh thần, và mạnh về gì? Về chính trị. Về chính trị thì đương nhiên nó có rất nhiều cái ấy ở trong đó. Ví dụ như là về quân sự này, vân vân này, những cái đồ cái đó mà chúng ta mạnh thì chúng ta bảo vệ tổ quốc chúng ta được. Chúng ta biết có đất nước ở trên thế giới họ rất nhỏ, nhưng mà do gì, kỹ thuật quân sự của họ gì rất là tiến bộ, rất là tối tân. Cho nên một đất nước rất nhỏ có mấy triệu dân thôi,
mà chúng ta biết họ làm mưa làm gió khắp Trung Đông. Biết đất nước nào không? Biết đất nước nước nào không? Suốt ngày nó đánh Palestine đó. Palestine đó cái nước nào nhỉ? Israel hả? Đất nước rất nhỏ. Đất nước chúng ta gì cũng không phải là nhỏ. Con người thì cũng rất gì? Cũng rất đông, khá đông, rất đông. Ở Đông Nam Á này, đất nước chúng ta cũng gì cũng là một đất nước là có cơ hội để phát triển thành con gì? Con hổ châu Á hoặc con rồng châu Á, đúng không? Đấy. Nhưng mà đấy là gì? Đấy là trong tương lai. Tất nhiên và cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng phải đồng lòng chung sức mới có thể làm được điều đó. Mình đảng nhà nước cũng không thể làm được nếu như nhân dân không hưởng ứng và nhân dân không gì? Không đồng tình. Pháp luật không được thực thi một cách là gì? Rốt ráo từ trên xuống dưới thì chắc chắn không làm được. Đó. Thôi hôm nay thì hở ra một tí như vậy thôi. Mong rằng chúng ta gì cùng thế cùng xây dựng đạo tràng chúng ta cho tốt, trách nhiệm của chúng ta, bổn phận và trách nhiệm chúng ta là người con của Đức Phật. Thì chúng ta làm tròn trách nhiệm của người con của Đức Phật, đó là tu tập cho nó tốt, giữ gìn đạo đức, luân thường đạo lý ở xã hội gì cho nó tốt, chấp hành kỷ cương pháp luật cho nó tốt. Và chúng ta xây dựng nền tảng gia đình này, xã hội này ngày một tốt hơn thì chắc chắn góp phần để xây dựng đất nước chúng ta cũng ngày cũng một sẽ tốt hơn. À, thôi thì chúng tôi mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta, cho dù đến sinh hoạt ở đạo tràng này hay đạo tràng khác, thì chúng ta vẫn phải đặt cái niềm tin vào Đức Phật, đặt niềm tin vào gì? Vào sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước chúng ta để cùng nhau xây dựng cái đất nước Việt Nam chúng ta ngày một văn minh, giàu đẹp, tốt hơn nữa. Chúng ta có đồng ý không? Chứ đừng có đi nghe người này nghe người nọ, nghe người kia mà lập bè, lập đảng rồi chống đối thế này thế khác. Phật tử chúng ta không nên làm những việc đó. Tăng ni cũng không nên làm những việc đó. Chúng ta cứ làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình, tức là làm tròn cái lời dạy của Đức Phật của mình đối với gì? Đối với tứ ân á. Ân thứ nhất là ân gì nhỉ? Thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật, đúng không? Ân thứ nhất là ân gì? Ân trời đất. Ân thứ hai là gì? Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Tức là ân thứ hai là ân gì? Ân đối với quốc gia. Đức Phật dạy chúng ta, người tu chúng ta phải nhớ ân quốc gì? Quốc gia xã tắc. Có quốc gia thì chúng ta mới gì? Phật giáo mới phát triển, Phật giáo mới tồn tại được. Có sự cường thịnh của quốc gia thì Phật giáo chúng ta cũng mới được cường thịnh được. Còn quốc gia mà èo uột, quốc gia mà chiến tranh, nội chiến vân vân đó, Phật giáo chúng ta không thể phát triển được. Đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là tăng ni Phật tử của chúng ta không chỉ đất nước Việt Nam đâu, mà tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới, ở quốc gia nào thì đều phải gì ạ? Nhớ cái ân của quốc gì? Quốc gia đó. Ví dụ như tăng ni Phật tử ở bên Mỹ thì phải nhớ cái ân quốc gia của gì? Của Mỹ. Tăng ni Phật tử ở Trung Quốc thì phải nhớ ân, cái ân của đất nước Trung Quốc. Tăng ni Phật tử ở Việt Nam thì nhớ ân của đất nước Việt Nam. Tăng ni Phật tử của gì? Của Lào, của Campuchia, của Myanmar, của Thái Lan thì phải nhớ cái ân của gì? Của Lào, Campuchia, Myanmar và Thái gì? Thái Lan, vân vân. Đấy là lời Đức Phật dạy xuyên suốt, không chỉ cho tăng ni Phật tử của một quốc gia nào, mà cho tất cả tăng ni trên gì? Trên toàn cõi năm thiền bộ châu chúng ta này, đều phải khi chúng ta sống, cư trú, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt trên một quốc gia nào, trên một mảnh đất nào, trên một đất nước nào, thì chúng ta đều phải nhớ cái ân đó. Và chúng ta thì đã có duyên và đã kết duyên với đất nước Việt Nam này, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ cái ân của cha ông từ dựng nước đến giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam chúng ta này, đúng không? Đó, tăng ni Phật tử các nước khác ở trên gì? Trên thế giới họ cũng thế. Cho nên chúng ta thấy là gì? Hòa thượng Tịnh Không
là một vị thượng thủ của tịnh tông và hội thế giới. Đặc biệt là mấy năm gần đây, chúng ta thấy các vị để ý nghe giảng xem, hòa thượng rất đề cao cái gì, cái nền văn hóa của gì, của Trung Quốc, của Trung Hoa, đề cao cái gì, của tam gì, của ba đạo, đó là đạo gì, đạo Phật, đạo Nho và đạo Lão, gọi là tam giáo đồng nguyên. Hòa thượng đề rất cao cái gì, vị trí của Nho giáo và Lão giáo ở Trung Quốc, và gì, hòa thượng Xiển Dương. Xiển Dương gì các vị biết không? Xiển Dương Đệ Tử Quy. Mà Đệ Tử Quy các vị biết là gì? Là nền tảng của gì? Đạo đức của Nho học, của Nho giáo. Đệ Tử Quy là gì? Là nền tảng giáo lý của Nho, của nhà Nho. Hòa thượng đặc biệt Xiển Dương về Đệ Tử Quy, dạy cho con người ta gì? Học Phật phải có nền tảng, đó là đạo gì? Đạo đức. Phải có luân thường đạo lý. Đó, chúng ta thấy một con người ấy, hiểu rõ về luân thường đạo lý, một con người có đạo đức, có nhân phẩm thì học Phật chắc chắn sẽ vào. Đưa Phật Pháp vào, một con người có nền tảng như vậy chắc chắn sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành tựu. Cho nên là Hòa Thượng đặt cao cái vấn đề gì? Người mới học Phật trước tiên nên học gì? Học Đệ Tử Quy. Và không chỉ dạy cho Đệ Tử Quy cho người lớn đâu, dạy Tử Quy cho những đứa trẻ gì? Chưa đến trường, ở nhà với bố mẹ đã phải gì? Phải dạy Đệ Tử Quy cho đứa trẻ rồi. Đến trường Hòa Thượng cũng gì? Cũng nên là gì? Kết hợp giữa nhà trường và Đệ Tử Quy. Và không chỉ đứa trẻ, những người già 70-80 tuổi Hòa Thượng vẫn gì? Vẫn bắt học Đệ Tử Quy, thực hành Đệ Tử Quy. Đó là nền tảng của đạo đức. Ở đây chúng ta, tôi không bắt chúng ta phải học Đệ Tử Quy, mà chúng ta gì? Thực hành đầy đủ trọn vẹn những lời dạy của Đức Phật và Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và các vị quỷ thần ở trong bộ kinh này. Trong này có đầy đủ cả gì ạ? Cả nền tảng của đạo đức, cả luân thường đạo lý, cả Đệ Tử Quy cũng ở trong này. Tam quy ở trong này, ngũ giới ở trong này, thập thiện ở trong này, nhấn đến 250 giới của Tỳ Khiêu cũng ở trong này, 348 giới của Tỳ Khiêu Ni cũng ở trong này, nhấn đến 10 giới trọng và 48 giới khinh của hàng Bồ Tát cũng ở trong này, lục đồ vạn hạnh cũng ở trong này, tam tạng thánh điển cũng đều ở trong này. Cho nên từ thấp đến cao trong này đều đầy đủ hết. Nếu chúng ta hành trì trọn vẹn được bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, tức là chúng ta đã hành trì được đầy đủ giáo pháp của Đức Phật đã dạy vậy. Cho nên chỉ một bộ kinh này, trước tiên chúng ta, khi chúng ta đang học bộ kinh này, cứ nhất tâm học đã. Đừng có nghe người ta nói là bộ kinh này là một bộ kinh gì tiểu thừa, hay là bộ kinh này là bộ kinh gì không phải, bộ kinh Viên Đốn, hay là bộ kinh này là bộ kinh gì do các tổ của Trung Quốc và tổ của Ấn Độ là gì, là bịa ra, biên soạn ra, vân vân. Đừng có nghe họ mà siêu lòng hết. Đừng có nghe họ nói rằng bộ kinh này chỉ dành tụng cho đám ma, tụng trong dịp tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu, vân vân, mà siêu lòng. Bộ kinh này chính là bộ kinh Đức Phật dạy cho chúng ta về hạnh hiếu. Chúng ta thấy không? Duy nhất có một bộ kinh Phật gì thuyết ở tại cung trời Đao Lợi, đó chính là bộ kinh này. Đó. Mà thuyết để độ cho ai? Độ cho mẹ mình, đúng không? Độ cho mẹ mình, để báo hiếu mẹ mình. Và không chỉ độ cho mẹ mình, mà bộ kinh này nói về gì? Nói về công đức của một vị đại Bồ Tát, một vị cựu trụ Bồ Tát ở thế giới Sa Bạ chúng ta này. Cựu trụ Bồ Tát tức là Bồ Tát gì? Bồ Tát ở đó gì? Ở rất lâu, rất rất lâu ở trái đất này. Đấy. Trong tất cả các vị Bồ Tát ở thế giới này, một vị đại Bồ Tát thế giới này, vị Bồ Tát nào lâu nhất các vị biết vị Bồ Tát nào không? Không phải là Quan Âm, không phải là Di Lặc, cũng chẳng phải là Văn Thù Bồ Hiền, mà chính là gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong kinh chúng ta thấy gì? Ở dưới cái câu đối lấy rút ở trong kinh chúng ta thấy ở dưới kia gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật ở dưới kia kìa. Rút ra trong kinh, nguyên văn cái phiên âm chữ Hán ở trong kinh lấy ra đó.
Tức là chúng sinh chưa độ hết thì chưa thành gì? Chưa thành Bồ Đề, tức chưa thành Phật đó. Địa ngục mà chưa không, chưa được trống rỗng, còn một chúng sinh nào trong địa ngục thì Ngài thề không thành gì? Không thành Phật, không thành chính giác. Mà trong kinh này nói là Ngài đã từ phát Đại Bồ Đề Tâm từ hằng hà xa số kiếp về trước rồi, đã trở thành những vị Bồ Tát từ gì? Từ vô thủy kiếp rồi, nay vẫn ở trong ngôi vị Bồ Tát đấy, ở lại thế giới này để cứu độ chúng sinh khổ đau. Do gì? Do vô minh, do sân hận, do ngu si, do tham lam mà phạm các điều tội ác, cho nên bị nghiêu đầu ngục tốt bắt xuống dưới âm ti địa phủ và thập điện Diêm Vương xử. Chúng ta nếu là Phật tử chúng ta hoặc là người Việt Nam chúng ta, đặc biệt mấy hôm nay đúng không, bắt đầu sang năm mới 2018 này, tính theo dương lịch này, chúng ta thấy đất nước chúng ta đang có một cái sự kiện chính trị, đó là sao ạ? Phiên tòa, một cái phiên tòa đặc biệt, có thể là gì? Rất hiếm, rất rất hiếm trong lịch sử của gì? Của đất nước Việt Nam cận đại của chúng ta. Đó là một phiên tòa xử gì? Xử công khai một ủy viên Bộ Chính trị, đúng không? Một nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nói đúng hơn là xử công khai nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Nguyên nha, tức là nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nói thế chúng ta hiểu rồi đúng không? Nhớ rồi đúng không? Các vị thấy vui hay là thấy buồn? Buồn. Rất buồn các quý vị. Phải nói là rất buồn. Ở một đất nước, một quốc gia mà để xảy ra cái chuyện đó, phải nói rằng thì rất buồn. Không chỉ buồn là gì? Không chỉ buồn cho một cá nhân của bác ấy đâu, mà buồn cho cả gì? Cả cái hệ thống chính trị của chúng ta. Không may có xảy ra, để xảy ra con những người như thế. Bây giờ nói về chính trị một chút các quý vị. Để xảy ra cái chuyện đó không phải là một mình bác ấy phải chịu trách nhiệm, mà cả cái hệ thống chính trị lúc bấy giờ. Tôi nói với các quý vị là cả cái hệ thống chính trị lúc bấy giờ, chúng ta có rất nhiều đúng không? Cao nhất thì có gì? Bộ Chính trị. Dưới nữa thì có gì? Giúp việc cho Bộ Chính trị thì có các ban, như là ban gì? Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, rồi Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, vân vân đúng không? Đấy tôi nói gì? Nói về giúp việc cho Bộ Chính trị. Nhưng mà chúng ta thấy để ra cái chuyện như vậy mà cho đến bây giờ mới phát hiện ra, mới xử lý. Khi phát hiện ra xử lý thì chúng ta thấy có phải xử lý cái khi bác ấy lên Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có phải không? Không. Xử lý là xử lý cái tội từ gì? Từ trước đây, do làm gì? Làm trái quy định, trái với pháp luật nhà nước, cho nên xảy ra cái gì? Cái thất thoát hàng nghìn tỷ cho gì? Cho đất nước. Vì vậy mà bị xử lý. Xin thưa các quý vị, cái này nói ra nó rất là khó, nhưng mà gì, việc nó đã rồi rồi thì không ai làm cái gì được. Nghe thấy mà tôi cứ mỗi hôm đọc thấy cái đọc báo hoặc là thấy những cái thông tin xử như thế mà thực sự là rất đau lòng. Đau lắm ấy. Không phải là đau là gì, là đau trong một người, mà đau rằng mong rằng đất nước Việt Nam chúng ta không từ giờ về sau mãi mãi không bao giờ gì có một con người ở một cái cương vị cao như thế mà bị gì? Bị vi phạm pháp luật, bị xử lý nữa. Có được như thế thì đất nước chúng ta ngày mới gì? Mới văn minh, mới giàu đẹp được. Đây xin nói các quý vị, hơi chính trị một chút, đấy chỉ là gì? Một tảng băng gì ạ? Nói đúng ra đấy chỉ là một tảng băng gì? Nổi lên mọi người mới nhìn thấy mà thôi. Thực tế còn cái chìm ở trong đó nếu mà đem ra thì rất khó nói. Cho nên chúng ta thấy là cũng rất là may là 1-2 năm gần đây chúng ta thấy là hệ thống chính trị của chúng ta là gì? Đặc biệt là gì? Với cương vị cá nhân của Tổng Bí Thư, đương kim Tổng Bí Thư đúng không? Ngài rất là quyết liệt, chúng ta có thể phải nói là rất là quyết liệt trong vấn đề phòng chống gì? Chống tham nhũng. Phòng chống những cái mặt trái ở trong gì?
ở trong hệ thống chính trị của Đảng, của nhà nước, làm sạch đi cái đội ngũ lãnh đạo của nhà nước. Mà cái đội ngũ đó chúng ta biết là toàn là cái gì ạ? Toàn là những người gì? Học trò của vị cha già dân tộc kính yêu của chúng ta. Vị cha già đó là ai? Cụ Hồ, đúng không? Chúng ta gọi là Cụ Hồ hay Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong nhà Phật chúng ta cũng cần phải thanh lọc. Vì đệ tử Phật của chúng ta mà tu sai, tức là đệ tử của ai? Đệ tử của cụ gì? Của cụ Thích Ca, đúng không? Đệ tử của cụ Thích Ca mà làm sai cũng cần phải thanh lọc. Nhưng mà khổ, giáo hội chúng ta có mấy cái thế thanh lọc đệ tử cụ Thích Ca đâu. Ông ấy làm sai, pháp luật cũng ít khi với tới được các ông ấy, đúng không? Có đấy. Trừ những trường hợp nó sai đặc biệt thì mới gì? Mới sờ được tới thôi. Tất nhiên pháp luật thì không trừ một ai. Cho dù ông ấy là gì, là hòa thượng, là thượng tọa, là đệ tử Phật, hay là đệ tử, là ông cha đạo, hay là ông gì, ông tu sĩ các tôn giáo khác cũng không có tha. Nhưng mà chúng ta biết ấy, vấn đề tôn giáo nó rất nhạy cảm, nhiều khi người ta cũng không muốn mó vào làm gì, đúng không? Chúng ta thấy đâu đó các Phật tử chúng ta chỉ dỉ tai nhau, thấy gì, thấy ông hòa thượng đổi tóc giả đi ra đường ăn thịt uống rượu đánh cờ đánh bạc vân vân, có đấy, Phật tử dỉ tai nhau nói như vậy. Nhưng mà có ai dám đứng lên để gì, để tố cáo không? Ít lắm, ít khi có cái chuyện đó. Vì ai cũng sợ nào là động đến tôn giáo, là thế này thế nọ thế kia. Và đặc biệt là gì, vấn đề đạo đức chúng ta là sợ gì, thôi chả phải thì nó chả đến nhà mình thì thôi, nó ở ngoài hàng xóm thì kệ xác nhà nó, kệ. Đặc biệt là các Phật tử ở thành phố, ở nông thôn thì còn hay để ý, nhưng mà ở thành phố thì thôi không phải nhà mình thì thôi kệ, thầy chùa thích làm thế nào thì làm. Nhưng mà ở trong nông thôn này thì thường các cụ già hay để ý, sư mà linh tinh vớ vẩn thì các cụ thì họp dân họp làng lại, có khi nó đuổi sư ra khỏi chùa ấy, giỏi lắm thì thế thôi chứ không có chuyện gì lớn hơn. Nhưng còn ngoài đời thì không được, họ làm thì cao hơn nữa, đi sát sao hơn nữa đó. Cho nên ở đây hay là Phật tử chúng ta cũng vậy, nếu tu mà sai đường lạc lối thì thôi đi theo tôn giáo khác, có ai bắt gì đâu, đúng không? Chả ai bắt gì cả. Mà không thích thì thôi đi theo tôn giáo khác, hay không thích thì thôi ở nhà nằm ngủ khò, đi buôn dưa lê. Buôn dưa lê là cái gì? Nói một cái các Phật tử hiểu ngay. Những cái danh từ mà gì, thuộc về các cụ chúng ta, các Phật tử chúng ta dễ hiểu lắm. Đó. Thôi nói tóm lại, ở trong đoạn kinh này, Đức Phật dạy cho chúng ta là gì? Là gặp bộ kinh này thì nên gì? Hay là bất cứ bộ kinh đại thừa nào cũng đều nên gì? Cung kính, cúng dường, tán dương, khen ngợi và đem truyền bá gì? Rộng khắp để cho chúng sinh được. Được gì? Được biết. Để mà gì? Thì làm được như thế thì phúc đức của người đó gì? Nhiều lắm, thật chẳng thể nghĩ bàn. Đem công đức đó, nếu mà gì? Đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề á, Đức Phật nói trong kinh này tất cả những người đó đều được thành Phật. Vậy công đức có nhiều không? Kinh A Di Đà Đức Phật nói là chẳng thể lấy một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới ấy đâu. Nhưng còn kinh này thì nói gì? Ai nghe thấy gì? Kinh điển đại thừa khởi tâm cung kính cúng dường tôn trọng tán thán thọ trì đọc tụng kinh truyền bá kinh điển đại thừa, trong đó có kinh Địa Tạng này đó, thì người đó được phúc đức rất nhiều, chẳng thể nghĩ bàn được. Nếu đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề thì người đó sẽ gì? Sẽ được thành Phật. Như vậy là gì? Công đức rất rất lớn. Cho nên khuyên người ta nghe kinh này, hoặc là gì, tôi có một biết một Phật tử lên đây mới có gì, mới có chỉ cần lên đây mới chỉ có hơn năm nay thôi, hình như chưa đến năm nay. Lên chùa thì lên nhiều rồi, lên lâu rồi, lên từ trước rồi, nhưng trước đây chỉ đi theo chồng thôi, đi theo đoàn nó lên thôi. Nhưng mà thực sự học Phật chắc mới chỉ, hình như là mới ra nó ra Tết năm nay mới lên, mới học Phật, mới tụng quy kinh này mới học Phật thì phải. Nhưng Phật tử này ngộ rất là nhanh. Thường thường hàng tháng là phải xuống phòng thông tin, có tháng Phật tử là thỉnh đến mấy chục cái đài,
Thỉnh để làm gì các vị biết không? Đem về quê biếu cúng giảng cho các Phật tử ở quê, để cho các Phật tử thì được nghe giảng kinh Địa Tạng, được biết được công đức thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Và sau khi họ biết rồi thì họ xin thỉnh kinh về đọc, Phật tử này xuống chùa thỉnh kinh mang về để phát cho các Phật tử. Mà khi mà đem biếu đài cho các Phật tử nghe pháp á, thì không phải là ai Phật tử này cũng đi để mời để cho đâu, mà ai xin mới cho. Đấy, ngộ nhanh lắm. Giống như ở trong chùa ai đến thỉnh thì mới cúng giảng, cái Phật tử này ai xin mới cho. Thì về nhà thì chúng ta biết ở quê mà, thì người này nghe, cụ này nghe, nghe xong rồi thì nói là hay lắm, rồi cho cụ kia mượn. Và cụ kia mượn nghe thì thấy hay, bảo là cho cụ kia mượn. Nên sau rồi cụ này thì sau các cụ mượn nghe rồi thì lại muốn nghe lại thì không có để nghe nữa, cho nên là gì? Lại xin thỉnh hỏi là có không. Phật tử này á, đi biếu nhưng mà khéo lắm, nói là gì? Để con đi về con xin thầy để thầy gì? Thầy phát tâm cho các cụ nhé. Nhưng khổ thầy đã có đâu mà phát tâm. Thầy mà phát tâm á, xin thưa các quý vị thì không biết bao nhiêu cho đủ, vì Phật tử đông lắm mà. Nhưng mà cái này á, thì thầy gì? Chưa có đủ để mua, để thỉnh, để phát tâm cái đó. Cho nên tùy do các Phật tử chúng ta làm thôi. Nhưng Phật tử này thì rất khéo. Nếu nói là mình cho thì sợ là các Phật tử có khi họ chưa đủ tín tâm để nghe, cho nên để cho họ nghe và họ xin, họ tha thiết họ xin. Thì Phật tử này nói là họ tha thiết rồi nhưng mà chưa cho ngay đâu, khôn lắm. Bảo là để cháu về gì, cháu bạch với thầy, cháu thỉnh thầy xem bao giờ thì thầy có để thầy cho. Đấy, thầy bố thí cho thì cháu về cháu gì, cháu thỉnh để cháu gì, cháu đem biếu các cụ. Đấy, cháu cho các cụ, biếu các cụ. Thế là khi các Phật tử nhận được cái đài, cứ nghĩ là đài của thầy gì, của thầy bố thí cho nên gì, quý lắm. Đi khoe với mọi người là úi dồi ôi, thầy khai nguyên, thầy gì, thầy biếu tôi cái đài này. Đấy, cho nên là sướng. Đi đâu cầm cái đài trân trọng lắm. Đấy, giống như các Phật tử trên chùa Lai Bồ á, sư ông Ân lên đó làm lễ gieo duyên cho gần như cả làng mỗi người có một cái đài. Già trẻ gái trai nam nữ gần như gì 10 người thì 7 8 người có đài. Đi gì đi cấy ở ngoài gì? Ở ngoài ruộng râm ran tiếng tôi giảng đọc kinh niệm Phật ở ngoài gì? Ngoài ruộng á, hay lắm. Vì các cụ đi cấy gì? Các cụ bà, các cô trẻ trẻ đi cấy cũng gì cũng mang cái đài theo. Các ông á đi gì? Đi cày á cũng mang cái đài theo ra ngoài ruộng, thế này cái tiếng của tôi cứ râm ran ở ngoài ruộng, vui lắm cơ. Không, cái này chính bác trưởng thôn, cái thôn đấy bác nói với tôi, hôm nọ bác xuống bác nói với tôi. Bây giờ vui lắm thầy ạ, dân quý lắm. Thực sự là gì, dân bây giờ mới hiểu cái giá trị của đạo Phật. Nó đem lại lợi ích cho gì, cho nhân dân chúng con như thế nào. Các cháu ngày xưa lười học, học về 10 đứa thì 7-8 đứa thích đi chơi VR điện tử. Nhưng bây giờ nó nghe thầy giảng một cái gì, những ngày nào mà các thầy lên chùa thì các cháu ra chùa để quét dọn, để làm công quả. Xong rồi về thì nó không đi chơi VR điện tử như ngày xưa nhiều nữa, mà 10 đứa thì 8-9 đứa lao đầu vào học. Và kết quả vừa qua gì, trong thị trấn Tây Đằng, thôn nhà con là thi đỗ đại học nhiều nhất. À, vì sao? Vì các cháu nó chịu khó gì? Chịu khó học. Và đặc biệt, bác trưởng thôn bác nói dân nhà con ngày xưa là cái dân ở cái làng là nhà con nó là cái làng để hay đánh bạc nhiều nhất. Nhưng bây giờ thì lại gì? Giảm xuống đánh bạc nhiều nhất, lại giảm nhiều nhất. À. Vì sao? Vì hiểu được cái nhân quả. Mọi người được nghe giảng, chú tâm nghe giảng rồi họ để thời gian thì chùa ngày xưa thì mùng một ngày rằm mới có 20-30 bà vãi ra đóng oản mua chuối rồi cúng Phật. Nhưng bây giờ thì ngày nào các cụ gì cũng ra tụng kinh chăm chỉ, hay lắm thầy ạ. Đó. Đó. Cho nên á, cái vấn đề mà chúng ta gì đem mà bố thí pháp, có điều kiện bố thí pháp được thì rất là tốt. Trong nhà Phật có mấy loại bố thí nhỉ? Bố thí có nội thí, ngoại thí đúng không? Tài thí, pháp thí và vô ý gì? Vô ý thí. Tài thí là đem tiền tài để của cả để cho gì? Cho họ. Pháp thí là chúng ta nếu chưa giảng được pháp thì chúng ta có thể gì, nếu thấy ai mà gì có thể có tâm, chúng ta khuyến dạy họ tụng kinh. Chúng ta lên tới chùa chúng ta thỉnh quyển kinh đến để cúng giảng cho Phật tử, hoặc chúng ta có điều kiện chúng ta thỉnh một cái đài để, hoặc vài cái đài, hoặc vài cái thẻ nhớ có giảng kinh ở trong đó để
cho họ để họ gì, họ nghe, họ hiểu đạo. Thế đó gọi cũng gọi là gì, pháp thí. Vô ý thí thì hơi cao, tức là đem cái sự gì không lo sợ ban bố cho họ cái điều này thì hơi cao một chút, nhưng chúng ta cũng có thể làm được. Ví dụ như có người đi xem bói chẳng hạn, họ bảo cái bà bạn chúng ta chẳng hạn, ôi giời gia đình gì trùng tang trùng phục vân vân, nếu mà không làm một cái đàn lễ thì tới đây gia đình chắc chắn sẽ có gì vài mạng nữa mất. Thế nhưng mà gia đình bà đó thì hàng xóm chúng ta đi xem thì nghe như thế, về muốn làm thì đi hỏi các thầy cúng thì nó phán là gì, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, không có tiền để làm, lo sợ. Thì lúc đó chúng ta là một Phật tử, chúng ta đi đến, nếu chúng ta nói mà họ gì, họ nghe ra là tốt, mà không nghe được thì cứ đưa đến chùa, các thầy sẽ giải thích cho. Mới hôm qua có một Phật tử ở Thường Tín đưa một gia đình lên đây, vì đi xem họ cũng bảo kiểu như thế, bà cúng hết hàng trăm triệu. Gia đình không phải là không có tiền, nhưng mà cái gia đình họ có người trí thức, cho nên họ nghĩ là gì, cúng hàng trăm triệu nhưng mà có khỏi hay không, điều quan trọng 100 triệu có khỏi hay không. Nếu 100 triệu mà sư đảm bảo là khỏi thì họ sẵn sàng cúng ngay. Cái việc trùng tang trùng phục ấy, họ gì tầng lớp trí thức cho nên họ chưa tin, họ đi lên đây để hỏi, họ hỏi thông qua người này người khác, họ nhờ bác trưởng phòng văn hóa Sơn Tây giới thiệu, nhờ Phật tử đưa lên đây để gặp bằng được tôi để hỏi, thì tôi mới gì, nghe một cái tôi mới nói là không phải lo cái chuyện đó. Gia đình về cứ gì thỉnh một cái đài về giảng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng để mở lên trên ban thờ có các cụ mới mất. Tất nhiên trong họ thì từ năm 2014 đến nay là 3 người mất, bà nội mất, 2 anh con trai cũng mất. Như vậy là 3 người mất, như vậy thì ở ngoài xã hội gọi là gì, trùng tang đúng không, đại tang trùng tang rất nặng. Cho nên đi xem mà bảo như vậy cũng không có sai, nhưng điều quan trọng họ làm cho để lo thêm, mà bảo nếu không cúng thì phải thế này đó thế kia, mà cúng thì hết hàng trăm triệu, không phải ít. Thế tôi bảo thôi không phải lo, lên tới đây thì yên tâm làm rất là nhẹ nhàng thôi, tiền thì không phải suy nghĩ rồi. Nhưng về cơ bản là cái tâm, về bảo gì, các gia đình, mấy gia đình đó thì sáng tối gia đình nào cũng gì, cũng gõ mõ tụng kinh cốc cốc, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cho tôi, thì chắc chắn là gì, cái nạn đó sẽ sớm vượt qua thôi, không phải suy nghĩ nữa cả. Đó. Và những cái pháp hội hay những cái lễ lớn thì người thân lên đây mà cử nhau lên đây, mỗi một pháp hội như vậy vài người lên mà pháp hội Địa Tạng thì vài người, 2-3 người đại diện lên mà làm sớ, làm bài vị mà nhất tâm để theo để cúng lễ cho các cụ, chứ không cần phải tốn kém tiền của đâu. Ta nói đến đây thì lại nhớ lại cái mấy hôm trước, cái trường hợp mà mấy cái cô bạn, tôi kể chuyện hôm trước ấy, có cô bạn nó nói là gì, ông sư ở chùa Khai Nguyên ông là siêu lừa đảo. Nó bảo ông sư chùa Khai Nguyên là ông sư siêu lừa đảo. Thì nó bảo là vì sao? Vì nó đi làm về đưa cho mẹ nó đồng nào thì mẹ nó gì, mẹ nó mang hết vào cho ông sư ấy. Cái trường hợp này chắc chắn tôi phải gọi xuống phòng riêng một hôm gần nhất đây. Tôi hỏi xem Phật tử này đã cúng được chùa Khai Nguyên này nhiều hay chưa. Tôi nhìn thấy, tôi biết tên rồi, địa chỉ thì biết là ở Thanh Mỹ rồi, Sơn Lộc, biết là Sơn Lộc rồi, tên biết rồi, con trai con gái biết tên rồi, thì tôi sẽ gọi xuống hỏi xem, hay là đem tiền đi cho ông nào mới chết. Sau khi đem tiền cho ông nào là cứ bảo đem tiền cho gì, cho ông sư ở trong chùa thì chết tối. Mà tôi chắc chắn 100% với các vị là Phật tử ở Sơn Lộc, chưa có một người nào trong 1-2 năm gần đây, chưa có một người nào cúng dường trọn vẹn được một pho tượng Quan Âm khoảng trên 30 triệu, chắc chắn rồi. Nhưng mà để cho con gái nó bảo là đi làm được đồng nào, bà ấy có lương hay không có lương tôi không rõ lắm, nhưng mà chúng nó nói với nhau là về cho rất nhiều tiền, nhưng mà gì, bà đem cho ông sư, bị ông sư ông lừa hết. Thế mới đau tôi chứ. Tôi xin thưa các quý vị, cầm cái phong bì đợi, tôi nói thật đấy, cầm cái phong bì đợi cả tiếng đồng hồ để tôi gì, để được tôi tiếp nhận còn khó, có đúng không? Không tin cứ đợi mà xem. Các vị tin nữa cứ xếp hàng đợi xem, có tôi có nhận không? Chắc chắn là không. Giảng xong xuống thì đóng cửa vào, có việc thì đi luôn. Ngồi tiếp các vị tôi còn gì, không có thời gian để ngồi tiếp lâu cơ mà. Làm gì có cái chuyện mà tôi lừa các Phật tử từng đồng từng hào chứ. Không có đâu. Chỉ có gì,
lên giảng ở trên này biết cái gì phúc, cái gì làm thiện. Ví dụ làm chùa tô tượng đúc chuông, đó là việc thiện, việc phúc. Thì tôi gì? Tôi kêu gọi các vị phát tâm làm, có duyên thế nào thì làm như thế. Hoặc là gì? Ủng hộ đồng bào vùng cao của chúng ta làm từ thiện đó. Đấy cũng là một việc gì? Việc bố thí, việc phúc. Cho nên gì? Tôi cũng gì? Kêu gọi và tùy tâm. Nhưng cũng có thể là do từ cái pháp hội hôm nọ mà bão lũ hôm nọ, đúng không? Tôi nói hơi quá. Có nghĩa là nói trêu thôi, nhưng mà chỉ trêu hơi quá. Trêu là gì? Ai mà Phật tử nào có mang tiền lên đây đi thì chỉ để 20.000 để đi gì? Mua xăng và đi xe bít về nhà thôi. Cho nên cũng có thể như thế. Cũng có thể do câu nói đó mà tôi trở thành một kẻ lừa đảo. Một kẻ lừa đảo siêu hạng. Nhưng mà khổ thân tôi có lừa cho tôi đâu. Các Phật tử phát tâm được bao nhiêu vào cái hòm công đức? Ban công đức từ thiện của đạo tràng chúng ta cùng với sư cô Anh Nghiêm mở. Tôi có mở đâu, tôi có cầm chìa khóa đâu. Tôi không mở mà tôi không nhìn đồng tiền đó nó như thế nào nữa, xanh vàng đỏ trắng, tiền to tiền nhỏ ra sao nữa. Các Phật tử các cô cầm với nhau và xin ý kiến thầy là đi làm từ thiện được bao nhiêu, như thế thì đi làm từ thiện chỗ này chỗ nọ, và thầy gật đầu thôi chứ thầy có cầm tiền đấy đâu, cũng chẳng biết đồng tiền nó như thế nào cả. Cho nên mình chuẩn bị nổi tiếng rồi, trở thành một siêu lừa. Một siêu lừa. Lừa ai? Lừa mẹ của một gì? Của một cô bé. Vì đi làm về cho rất nhiều tiền, cho cụ rất nhiều tiền, nhưng cụ gì? Cụ không tiêu, không pha gì, đem vào cho ông sư lừa hết. Đau đấy. Vụ này hơi đau đấy. Chắc chắn tôi sẽ nổi tiếng. Sau cái vụ này sẽ nổi tiếng. Đấy. Cho nên ở đây thì nói đi nói lại, nói hoài, nói dài, nói mãi, các Phật tử tri thức nghe thấy là gì? Là buồn cười đấy. Và thậm chí còn sinh tâm không hoan hỉ nữa. Cho nên thôi, cái vấn đề đó hôm nay, đến hôm nay là dừng nhá. Dừng được chưa? Dừng được rồi. Nổi tiếng từ trước cho đến giây phút này, và qua giây phút này là hết. Không nói chuyện đó nữa. Và ở trong kinh này chúng ta thấy là Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi những cái người mà gì? Người thiện nam tín nữ mà biết gì? Biết gặp bộ kinh này cũng như các kinh điển đại thừa mà biết thọ trì đọc tụng, biết tùy hỷ cúng dường. Thì ở đây cúng dường kinh này có rất nhiều cách để làm. Có thể chúng ta gì? Phát tâm ấn tống kinh này để nhờ nhà chùa, nhờ phòng thông tin là gì? Để cúng dường cho các Phật tử gì? Các Phật tử khác gieo duyên cho họ đọc. Một mình chúng ta đọc thích rồi, nhưng mà chúng ta gì? Vì đọc thích cho nên muốn cho nhiều Phật tử, nhiều thiện nam tín nữ khác được đọc hơn. Cho nên thì chúng ta ấn tống bộ kinh này để cúng dường cho các Phật tử, cho thiện nam tín nữ khác. Họ được đọc tụng thọ trì, công đức, chồng lên công đức vô lượng. Và theo như Đức Phật nói ở trong kinh này, nếu đem công đức đó mà hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề, thì người đó gì sẽ thành Phật, người đó sẽ gì? Sẽ sớm độ được vô lượng chúng sinh, đồng lên ngôi chính giác. Đó, đồng lên ngôi chính giác. Nhưng các vị nên nhớ là đây là có thọ trì đọc tụng bộ kinh này, cảm được cái điều gì đó thì đó là do công đức gì? Công đức của chúng ta nhé. Thọ trì đọc tụng và được Phật Bồ Tát gì? Chứ hiền thánh tăng gia trì nhé, chứ không phải là tôi. Cho nên đừng có nghe người ta nói là ông sư chùa Khai Nguyên, ông thế này thế nọ thế kia, ông giỏi lắm rồi, ông có năng lực, có thần thông, có thế này thế khác. Đừng nghe cái trường hợp nói như thế. Thế là tà đạo đấy. Thế là sai đấy. Ông sư này chẳng có cái gì cả ngoài hai bàn tay trắng. Tất cả các thứ đều là gì? Của Phật, của Pháp, của Tăng. Đều là của đàn na tín thí. Và ông sư này có một cái gì? Duy nhất có một cái chàng này thôi. Mai kia tôi chết thì xin các đệ tử cho cái cố chàng này vào trong gì? Trong để lên trên gì?
trên ngực của tôi và đem đi hóa thì hóa cùng, biết đâu tôi thì gì? Tu hành thì chưa có gì, công đức thì có xá lợi, nhưng biết đâu cố chàng này là gì, nó cháy nửa vời nó lại lưu lại, các Phật tử lại tưởng là xá lợi thì tốt đấy. Tưởng là xá lợi đem gì lễ xì sụp, không phải lễ tôi mà lễ cố chàng. Thì trong cố chàng này có gì, có 18 vị hình ảnh của 18 vị la hán ở đây, thế là gì, lễ 18 vị a la hán quý hóa quá. Thôi thì hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ khóa giảng ở đây, và đến tháng sau hình như ngày 17, 18, 19 thì phải đúng không? Đã thông báo rồi, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật chúng ta xem cái lịch, và tháng sau chúng ta có lễ tổng kết và ngày thứ hai của khóa tu 3 ngày nữa. Thì khóa sau cũng là khóa lễ cuối năm, cho nên đến khóa lễ đó thì mỗi năm thì chúng ta có cái phát cái tờ gì, tờ khấn giao thừa chợ theo như cái pháp thế gian đó là gì ạ? Và lễ giao thừa chúng ta hay có gì? Ngày 23 thì có cúng gì nhỉ? Cúng ông Công, ông Táo, cúng gì? Và ngày 30, mùng 1 Tết thì cúng giao thừa. Và thậm chí là chọn gì ạ? Chọn hướng xuất hành, chọn người sông nhà, sông đất theo cái phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì khóa tu sau thì Thầy sẽ phát chúng ta cái tờ giấy ấy.